Mới đây, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc xem xét tổ chức giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy. Và hiện phương án được đưa ra theo hướng là sẽ cấm xe tải từ 3 trục và xe khách từ 29 chỗ lưu thông 2 chiều qua quốc lộ 1 đoạn km 1987 cộng 560 đến km 2014 để phân lưu lượng giao thông phù hợp. Sở dĩ có việc cấm xe tải trọng lớn và xe khách 29 chỗ vì theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang, hiện nay đoạn đường này có nhiều phương tiện tham gia giao thông, thường xuyên ùn tắc, đặc biệt là lưu thông qua các cầu hẹp, các ngày lễ Tết, nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao. Cùng với đó, tiến hành khảo sát, nghiên cứu tình trạng các cầu hẹp trên đoạn tuyến để có giải pháp tổ chức giao thông qua các cầu phù hợp với lưu lượng giao thông và hiện trạng các cầu, có đề xuất giải pháp cụ thể. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang sẽ làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương để thống nhất giải pháp, cấp phép cho các xe để phục vụ nhu cầu dân sinh trong phạm vi khu vực quốc lộ 1 đoạn qua nội đô thị xã Cai Lậy, bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống, tình hình an ninh trật tự khu vực khi tổ chức cấm xe tải từ 3 trục và xe khách từ 29 chỗ lưu thông 2 chiều qua quốc lộ 1 đoạn km 1987 cộng 560 km 2014 cộng 000. Liên quan đến vấn đề giải quyết tình trạng trạm BOT Cai Lậy dừng hoạt động trong thời gian qua, mới đây Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang đã có văn bản gửi lên Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chọn phương án xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh và thực hiện thu phí đồng thời cả hai trạm.